Xin kính chào quý khán giả của Đài SCT trong chương trình Hội Dân Chủ Việt Mỹ của tuần này do Thu Hà phụ trách. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một ngày thật an lành và hạnh phúc bên gia đình. Trong tuần này, chúng tôi lại trở lại quý vị với những tin tức sinh hoạt cộng đồng, cũng giống như là những cái event mà sắp gần đây của tất cả các nơi sẽ tổ chức, và đặc biệt những thành phố lân cận của chúng ta trong khu lưu Sài Gòn. Thì hôm nay trong phòng thu hình chúng tôi rất hân hạnh mời một người rất quen thuộc trở lại với chương trình để mà giới thiệu một ít những sinh hoạt sắp tới tại thành phố Santa Ana. Thì không ai khác là chào chị Tina. Xin chào chị. Dạ, xin chào chị Thu Hà, xin chào quý khán giả của đài SCT và chương trình Hội Dân Chủ Việt Mỹ. Rất cảm ơn chị Thu Hà cũng như quý đài cho Tina có cơ hội đến để trò chuyện với quý vị khán giả ngày hôm nay. Dạ vâng, chị Tina hiện tại là nhân viên giao tế cộng đồng của thành phố Santa Ana, và chị đã làm cái công việc này nhiều năm qua rồi hả chị? Dạ. Thì những cái sinh hoạt trong thành phố Santa Ana thì rất là, phải nói là gần đây rất là nhiều chương trình, đặc biệt là những chương trình mà có một cái giúp đỡ cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta rất là hữu ích. Thì nghe nói là gần đây nhất sẽ có một cái event khá quan trọng, thì mời chị. Dạ, cảm ơn chị Thu ạ. Xin kính thưa với quý vị, thì hôm nay Tina cũng muốn chia sẻ một số tin vui cũng như là những cái sự kiện đáng chú ý trong thành phố. Thì cái sự kiện đáng chú ý mà Tina muốn nói tới đó là một cái buổi hội thảo dành riêng cho các doanh nghiệp người Mỹ gốc Việt. Thì ở trong thành phố Santa này thì thực sự là có rất là nhiều doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa cũng như những doanh nghiệp lớn. Thì riêng về các doanh nghiệp Việt Nam không á, trong danh sách mà đăng ký ghi danh chính thức với thành phố là có trên dưới 500 doanh nghiệp. Wow. Và thành ra là vì cái số lượng doanh nghiệp rất là đông như vậy, cho nên chị nghị viên Thái Việt Phan cũng là một cái nghị viên người Mỹ gốc Việt đầu tiên tại thành phố, muốn tạo điều kiện để có một cái buổi nói chuyện gần gũi hơn giữa doanh nghiệp cũng như là về phía bên chính quyền thành phố. Thành ra thành phố sẽ do bên cơ quan phát triển cộng đồng và đặc biệt là bên phát triển kinh tế, họ sẽ tổ chức một cái buổi hội thảo gọi là hội thảo dành cho doanh nghiệp người Việt Nam tại thành phố Santa Ana. Thì buổi hội thảo đó sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 7 là ngày thứ năm trong tuần. Dạ tại vâng. Khách sạn Double Tree Hotel. Thì quý vị cũng có thể nhìn thấy cái thông tin ở trên màn hình, cái tờ thông quảng cáo, tờ flyer của chương trình, thì sẽ tổ chức vào buổi sáng, bởi vì thường thường các doanh nghiệp của chúng ta là hay bận rộn vào trong Đúng ngày rồi. Cho nên chúng tôi cố gắng tạo điều kiện để tổ chức sớm, mong là quý vị sẽ đến từ 8 giờ sáng đến 11 giờ sáng tại khách sạn Double Tree, và quý vị làm ơn ghi danh giùm, tại vì là cái số lượng chỗ ngồi cũng khá là có hạn, cho nên trên cái tờ rơi quý vị sẽ thấy có cái mã QR. Quý vị có thể chụp cái mã đó lên điện thoại để mà ghi danh. Thì thực ra thông tin rất là đơn giản. Quý vị chỉ cần cho biết tên doanh nghiệp, tên quý vị và thông tin liên lạc để chúng tôi biết, để có cái sự chuẩn bị chu đáo để đón tiếp quý vị vào cái ngày đó. Thì đã nói về hội thảo dành cho doanh nghiệp Việt Nam thì chúng tôi sẽ có những cái chủ đề gì? Chắc chắn là quý vị sẽ có cái câu hỏi đó. Thì Tina cũng xin giới thiệu luôn là tại cái buổi hội thảo này, thành phố sẽ mời các cái cơ quan của thành phố, chẳng hạn như từ bên cơ quan cấp giấy phép cho đến bên lực lượng gọi là code enforcement, là những cái người mà họ đi thanh tra để mà chắc chắn là những cái luật lệ của thành phố được tuân thủ, cũng như là bên cơ quan phát triển kinh tế, thì họ sẽ có những cái chương trình nào hỗ trợ cho doanh nghiệp, họ sẽ giới thiệu, và bên cũng như là bên cảnh sát, họ sẽ nói thêm về cái vấn đề về an toàn trong thành phố và những cái quy định của bên cảnh sát. Ngoài những cái cơ quan của thành phố ra thì sẽ có một cơ quan của bên quận là bên OCTA. Dạ vâng. Họ cũng sẽ tham gia, bởi vì hiện nay cái dự án mà xây dựng cái khu OC Street Core cũng ảnh hưởng khá là nhiều đến các doanh nghiệp ở tại thành phố Santa Ana. Dạ. Thành ra chúng tôi cũng mời đại diện của bên OCTA đến để họ có thể thuyết trình về những cái dự án của họ cũng như những cái chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp. Và dĩ nhiên là bên thành phố sẽ không thể nào mà thiếu bên cơ quan về tài chính và thuế. Thì quý vị có thể đặt những cái câu hỏi về giấy phép, về thuế để cho bên cơ quan đó họ trả lời. Cũng như khi mà mỗi cái phòng ban họ có cái thuyết trình, quý vị sẽ có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về những cái hoạt động của từng cái phòng ban đó, họ có những cái chức năng gì,
cũng như họ sẽ có thể hỗ trợ được gì cho quý vị. Thì như vậy rất mong là quý vị đến tham gia để có được nhiều thông tin bổ ích cho cái việc điều hành doanh nghiệp của quý vị trong tương lai. Và chắc chắn là Tina sẽ có mặt ở đó để hỗ trợ cho quý vị. Và cái buổi hội thảo này vì là dành cho doanh nghiệp Việt Nam, cho nên sẽ có dịch, sẽ có người để mà dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt dành cho các quý vị nào mà cảm thấy là sẽ thoải mái hơn khi được nghe những cái thông tin bằng tiếng Việt của mình. Dạ vâng, cảm ơn chị Thanh Nga. Hồi nãy chị cũng chia sẻ là có như có trên dưới là 500 doanh nghiệp có coi như là có business license tại thành phố Santa Ana. Thì trong 500 doanh nghiệp này thì chắc chắn sẽ có nhiều doanh nghiệp từ nhiều kỹ nghệ khác nhau. Dạ, thưa đúng là rồi. Từ những dịch vụ văn phòng dịch vụ cũng giống như là những cái nhà hàng chuyên về ăn uống, hay kể cả có những cái cũng có thể có những cái mình kêu là gì, hospitality, chắc là dịch vụ phục vụ khách sạn hay đại khái, đúng không? Dạ thưa đúng ạ, ta rất là nhiều doanh nghiệp có nhiều cái lĩnh vực hoạt động khác nhau như chị Thu Hà nói. Thì đặc biệt là các doanh nghiệp về kinh doanh ăn uống, rồi về cung cấp dịch vụ, vậy chẳng hạn như sửa xe, hoặc là những cái dịch vụ về xây dựng, xây cất, rồi địa cũng ốc. Như dịch vụ địa ốc, dạ vâng. Và những cái dịch vụ về chăm sóc sức khỏe, có rất là nhiều văn đúng phòng rồi. Bác sĩ, cũng như là các cái tổ chức tổ hợp y tế tại thành phố Santa Ana, và có cả những cái văn phòng bác sĩ, những tổ hợp luật sư, văn phòng luật sư, rất là nhiều loại hình kinh doanh khác nhau. Thành ra đây là một cái dịp rất là tốt để quý vị, đặc biệt là các vị mà có đang làm kinh doanh, quý vị có thể đến để tham khảo thêm thông tin. Và đặc biệt nếu mà quý vị đang có ý định muốn mở kinh doanh ở bất kỳ nơi nào cũng được, hoặc là Santa Ana cũng có thể là một nơi để cho quý vị lưu tâm đến, thì quý vị nên đến để tìm hiểu. Bởi vì là cái này thì thông tin thì luôn luôn sẽ là có lợi cho chúng ta, dù không ít thì nhiều. Thì rất mong là cái buổi này sẽ thu hút được nhiều quý vị đến tham gia, và sẽ có được cái kết nối chặt chẽ hơn với bên thành phố, cũng như là để thành phố hiểu các cái nhu cầu của quý vị để có những cái chính sách hỗ trợ tốt hơn trong tương lai. Dạ vâng, Thu Hà thấy cái buổi hội thảo này nếu mà mình mở rộng, giống như hồi nãy chị Tina nói, không phải chỉ có những doanh nghiệp hiện tại, mà những quý vị mà có ý định sắp sửa mở business tại thành phố Santa Ana, thì đây cũng là cái dịp hội thảo cho quý vị có thể đến để mà đặt thẳng những câu hỏi hay là những cái cần sự hướng dẫn của thành phố. Và bắt đầu làm business như thế nào. Nhưng mà Thu Hà thấy cái quan trọng là nếu mà có nhiều vị doanh nghiệp đang có những business ở đó, thì đây là một cái dịp network. Dạ thưa đúng rồi. Một cái dịp networking để hỗ trợ cho nhau, dạ. Gặp gỡ thêm những người đang làm business để mình học hỏi cũng có, hay làm dạ. Network, thì Thu Hà thấy rất là hữu ích, đúng không? Dạ, dạ thưa đúng rồi chị. Ví dụ như quý vị đang có nhu cầu cần phải nâng cấp hoặc là sửa chữa cái căn tiệm của mình, đến đó quý vị có gặp những cái người kinh doanh khác cũng là doanh nghiệp gốc Việt, họ cũng cung cấp những cái dịch vụ đó, thì biết kinh đâu, nghiệm nữa, dạ, biết đâu là sẽ có cái sự kết nối giúp đỡ hỗ trợ cho quý vị trong cái công việc phát triển kinh doanh của mình. Và không những như vậy thì những quý vị mà có ý định mở kinh doanh trong tương lai, đây là cũng là một cái dịp rất là tốt để đến tham khảo thông tin. Và có thêm một tổ chức nữa thì nó quên nhắc, đó là Phòng Thương mại của Việt Nam và Hoa Kỳ. Thì họ cũng sẽ đến để cung cấp thông tin về những cái dịch vụ hỗ trợ của họ. Dạ vâng, thì bây giờ chúng ta cũng vừa hết giờ cho phần 1. Xin quý vị đừng rời khỏi màn ảnh, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại. 20 năm qua, tổ hợp luật sư Đỗ Phủ và Anh Tuấn cùng với cộng đồng vươn lên để trở thành tổ hợp luật sư lớn nhất của người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ. Với châm ngôn, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bất đổ máu, mà phần lớn các luật sư trong tổ hợp đã được truy luyện để trở thành những sĩ quan ưu tú trong quân đội Hoa Kỳ. Chúng tôi luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hồ sơ trước khi ra tòa, hầu mang lại chiến thắng cho quý thân chủ. Danh dự và trách nhiệm được thể hiện qua những trọng trách mà quý thân chủ phó thác cho chúng tôi. Chúng tôi tin rằng với hơn 7 luật sư Nguyễn Đỗ Phủ, luật sư Nguyễn Anh Tuấn, luật sư Nguyễn Phương Thủy, luật sư David Đặng, luật sư Trần Văn Hòa, luật sư Hoàng Kim Liên, am tường nhiều lĩnh vực khác nhau, biện hộ hình sự, tiểu bang và liên bang, thương tích tai nạn cá nhân, tố tụng dân sự, phá sản, di trú đầu tư, chống trục xuất, luật gia đình sẽ là nơi quý vị tin tưởng và cần đến khi đối mặt với các vấn đề pháp lý. Mọi liên lạc xin gọi số 714-590-1700.
chào quý vị và cảm ơn quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Hội Dân Chủ Việt Mỹ của tuần này với Thu Hà và chị Tina là nhân viên giao tế cộng đồng từ thành phố Santa Ana đến để gửi đến quý vị những cái sinh hoạt của thành phố và đặc biệt là sắp tới đây vào ngày 15 tháng 7 sẽ có một cái buổi hội thảo của các doanh nghiệp ở trong thành phố Santa Ana để mà những vị đến networking cũng giống như những vị mà đang có một cái kế hoạch muốn mở một cái business tại thành phố Santa Ana thì đây là một cái dịp tốt để quý vị có thể đến. Thì bây giờ mời chị Tina có thể chia sẻ địa điểm một lần nữa. Dạ, xin cho phép điều chỉnh cái thông tin chị Thừa cung cấp, nó không phải là ngày 15 tháng 7 mà là ngày 13 tháng 7 thưa quý vị. Xin lỗi quý vị, 13 tháng 7. Dạ, ngày thứ 5 trong tuần từ 8 giờ sáng đến 11 giờ sáng tại khách sạn DoubleTree. Địa điểm là địa chỉ là 201 East MacArthur Boulevard, Santa Ana 92707. Quý vị có thể xem thông tin ở trên màn hình để ghi danh. Còn nếu mà quý vị muốn có thêm những cái câu hỏi và thêm tìm hiểu thêm, quý vị có thể gọi cho Tina, số điện thoại của Tina trên màn hình là 714-647-5214 thì Tina sẽ rất vui lòng để mà cung cấp thêm những cái câu hỏi, trả lời câu hỏi cũng như cung cấp thêm thông tin cho quý vị. Và quý vị đừng có ngần ngại, buổi đó sẽ có nhiều vị, có kể cả Tina có thể làm thông dịch viên giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Dạ, thưa đúng, sẽ có nhân viên, sẽ có một số nhân viên người Mỹ gốc Việt đang làm việc cho thành phố sẽ đến tiếp đón quý vị để quý vị không có bỡ ngỡ về mặt ngôn ngữ. Và cũng sẽ có cái dịch vụ thông dịch chuyên nghiệp để cung cấp thông tin cho quý vị trong khi mà các phòng ban họ cung cấp thông tin tại cái buổi thuyết trình đó. Hình như cái DoubleTree Hotel này cũng gần với lại Costa Mesa South Coast không? Dạ đúng rồi, đường cũng MacArthur. Gần MacArthur. Dạ vâng. Dạ. Và mình hình như là cũng liên quan tới cái dịch vụ thương mại này thì hình như có một cái này cũng rất là hấp dẫn, thì mời chị Tina. Dạ thì đúng rồi, cảm ơn chị Thu Hà. Và một cái này nữa Tina muốn chia sẻ với quý vị, đặc biệt là các quý vị đang hoạt động kinh doanh, là tin vui bởi vì hiện nay thành phố đang có một cái khoản ngân quỹ từ chương trình Revive Santa Ana để hỗ trợ cho các doanh nghiệp mà gặp khó khăn và mắc nợ cũng như là mắc nợ tiền thuê trong thời gian Covid, thời gian đại dịch. Thì cái ngân quỹ này họ cái đặt tên nó gọi là Small Business Rent and Debt Relief Grant, là cái ngân quỹ để giúp hỗ trợ những cái khoản nợ và tiền thuê còn thiếu dành cho các doanh nghiệp nhỏ. Thì quý vị có thể thấy thông tin ở trên màn hình là có những cái yêu cầu để xem là cái doanh nghiệp của quý vị có hội đủ điều kiện để làm hồ sơ cho ngân quỹ này hay không. Thì những cái quy định, những cái yêu cầu chính á, là cái doanh nghiệp của quý vị phải là doanh nghiệp hiện đang hoạt động và mở kinh doanh từ trước 31 tháng 12 năm 2018. Tại vì họ nói là Santana opening as of 2018 thì mình lấy cái mốc cuối cùng là ngày 31 tháng 12. Có nghĩa là cái doanh nghiệp của quý vị phải có giấy phép kinh doanh trước ngày 31 tháng 12 năm 2018. Cái thứ hai là quý vị phải có giấy phép kinh doanh ở tại thành phố Santa Ana. Và cái thứ ba đó là quý vị phải có cái Certificate of Occupancy, có nghĩa là quý vị phải có một cái địa điểm cụ thể, một cái văn phòng kinh doanh tại chỗ trong một cái khu thương mại trong thành phố Santa Ana. Và cái kế tiếp á, là quý vị có tối đa là 25 nhân viên làm toàn thời gian cho quý vị, là full time employee, 25 người hoặc ít hơn. Và quý vị phải chứng minh là quý vị có bị giảm doanh thu trong thời kỳ đại dịch. Và là quý vị có cái địa điểm, giống như nãy Tina có nói là cái địa điểm cụ thể, một cái địa chỉ, một cái tòa nhà, một cái văn phòng, chứ không phải là một cái không địa chỉ ảo. Không phải home base. Không phải là một cái địa chỉ ảo. Thực ra home base cũng có thể được nếu như mà cái đó quý vị có cái giấy phép kinh doanh là nó gọi là home occupancy permit, là cái giấy phép kinh doanh tại nhà thì vẫn có thể được. Cho nên quý vị nhớ dùm, đây là những cái yêu cầu chính. Và nếu quý vị có câu hỏi thêm thì ở trên cái tờ rơi cũng có cái số điện thoại của bên cơ quan phát triển kinh tế là 714-647-5477. Quý vị có thể liên lạc với số điện thoại này để nhân viên có thể tư vấn và có thể cung cấp thêm thông tin cho quý vị. Và nếu quý vị có muốn có một cái buổi hẹn trực tiếp đến để gặp nhân viên làm giấy tờ luôn á, quý vị cũng có thể liên lạc qua email hoặc qua điện thoại để xin một cái cuộc hẹn, thì quý vị có thể đến để làm hồ sơ. Và tất cả những cái hồ sơ cho cái quỹ này quý vị làm qua online, thì ở trên cái trang mạng của bên thành phố đó
quý vị sẽ thấy có cái trang web, cái địa chỉ trang web là santa-ana.org/smallbusinessgrants. Thì quý vị vào cái trang web này sẽ có những cái bước hướng dẫn để quý vị làm hồ sơ. Và nếu mà trong quá trình làm hồ sơ quý vị cần hỗ trợ, quý vị vui lòng email hoặc là gọi điện thoại theo các số thông tin trên tờ rơi mà quý vị nhìn thấy trên màn hình. Hoặc nếu mà quý vị cảm thấy sợ có rào cản về ngôn ngữ, quý vị có thể liên lạc với Tina để Tina có thể kết nối với nhân viên bên cơ quan phát triển kinh tế để hỗ trợ thêm cho quý vị về phần này. Và cái điều quan trọng quý vị lưu ý dùm là cái này có thời hạn để nộp hồ sơ. Quý vị vui lòng tìm hiểu và nộp hồ sơ trước ngày 15 tháng 8 năm 2023. Dạ vâng, thật ra những cái điều kiện mà nãy giờ chị Tina chia sẻ cũng không có khó lắm đâu. Dạ, thưa đúng rất rồi. Là dễ, làm sao mà chứng minh mình thiếu hụt lỗ lã đó trong cái thời gian COVID thì hình như là thời COVID không có business nào mà lời hết quý vị. Cho nên cái đó là cũng không phải là vấn đề khó khăn để mình chứng minh cái đó. Dạ đúng. Nhưng mà có một điều Thu Hà muốn hỏi á, là có thời hạn là tháng 8, thì khi mà cái deadline nó xong rồi đó thì bao nhiêu hồ sơ đó sẽ được coi theo cái điều kiện, nhưng mà nếu mà tất cả hồ sơ đều đủ điều kiện thì làm sao mình biết là người nào sẽ được và người nào không được? Dạ thưa, cái đó bên cơ quan phát triển kinh tế họ có những cái quy định để xét duyệt hồ sơ, thì có lẽ là cái người nhân viên bên đó họ sẽ có thể trả lời những cái câu hỏi rất là chi tiết của quý vị. Theo như Tina biết á, là họ sẽ có một cái mức, chẳng hạn như quý vị mở kinh doanh trước năm 2018 thì quý vị phải khai thuế 2018, 2019, 2020, 2021 đúng không ạ? Thì họ sẽ có cái con số của từng năm một, cái giới hạn. Ví dụ trong 2019, nếu mà doanh thu của quý vị dưới cái mức bao nhiêu thì quý vị sẽ hội đủ điều kiện. Nếu mà trên cái mức đó thì có thể không được. Và từng năm một thì họ sẽ căn cứ theo cái số liệu đó để họ xét duyệt hồ sơ cho quý vị. Và cái này là cái tiền mà grant, chắc là tiền cho. Dạ thưa đúng, tiền grant có nghĩa là tiền quý vị làm hồ sơ và quý vị nếu mà được duyệt á, thì thành phố sẽ cho quý vị cái quỹ này và quý vị không phải trả lại. Dạ, không có tiền lời và không phải trả lời. Dạ. Có một điều. Nhưng mà thường thường thành phố cũng có những chương trình đó. Nhưng mà bên thành phố tại vì cũng có cái giới hạn á, cho nên họ giống như họ raffle. Dạ. Họ rút thăm. Tức là nhưng mà tất cả ai cũng đủ điều kiện hết và qua thì coi như là hơn số 30 sẽ rút thăm. Coi như đó là cái mà tại vì số lượng cũng sẽ rất là đông. Tại ai cũng sẽ hội đủ điều kiện hết. Dạ. Thì tùy vào cái lượng hồ sơ mà thành phố nhận được cũng như tùy vào cái ngân sách được cấp cho cái quỹ này. Dạ. Nếu như mà có nhiều hồ sơ hơn cái số tiền mà thành phố có thì lúc đó có thể là thành phố họ sẽ phải ra những cái chính sách hoặc là những cái quy định làm thế nào, căn cứ vào đâu để họ chọn những cái hồ sơ họ cho những cái ngân quỹ đó. Dạ vâng, dạ đúng. Cho nên quý vị, những cái doanh nghiệp hiện tại cảm thấy mình có hội đủ điều kiện thì cứ việc làm đơn càng sớm càng tốt. Còn nếu mà quý vị không biết là quý vị có hội đủ điều kiện hay không á, hay là cần sự giúp đỡ thì cứ gọi thẳng trực tiếp cho chị Tina để mà chị có thể hướng dẫn thêm hoặc là chị giúp quý vị làm đơn trên mạng. Bây giờ tất cả hình như tất cả các hồ sơ đều là trên mạng hết ha. Dạ thưa đúng rồi. Không có ngồi để cái giấy nữa. Rất là tiết kiệm giấy thưa quý vị và cũng thân thiện với môi trường. Xin có một cái lưu ý khá là quan trọng, quý vị làm ơn coi dùm trên tờ rơi. Họ có nói là first come first serve, có nghĩa là quý vị làm ơn làm hồ sơ sớm, làm đơn sớm thì có thể là quý vị sẽ được ưu tiên hơn những người khác. Dạ vâng, nhưng mà cái điều quan trọng nếu mà quý vị có nhiều thắc mắc gì, cứ gì gọi thẳng chị Tina thì số điện thoại của chị một lần nữa. Dạ, số điện thoại của Tina quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình là 714-647-5214. Còn số điện thoại của bên văn phòng phát triển kinh tế phụ trách cái chương trình này là 714-647-5477 trên tờ rơi. Rất là mong quý vị hãy tận dụng cơ hội để làm hồ sơ xin được cái quỹ này cho quý vị. Dạ vâng, thì chúng ta cũng vừa hết giờ rồi. Rất cảm ơn chị Tina đến với chương trình Hội Dân Chủ Việt Mỹ của tuần này. Xin mời chị gửi lời chào. Dạ, cảm ơn chị Thu Hà. Rất cảm ơn đài SEC và chương trình của Hội Dân Chủ Việt Mỹ. Rất mong những thông tin mà Tina cung cấp sẽ giúp cho quý vị trong việc kinh doanh cũng như là hoạt động trong thời gian sắp tới. Rất mong được gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo và xin kính chào quý vị. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và quý vị cứ việc gọi thẳng cho chị Tina. Có hai chương trình rất là quan trọng của thành phố Santa Ana giúp cho các doanh nghiệp của chúng ta. Một lần nữa, Thu Hà kính chúc quý vị một ngày thật an lành, thật hạnh phúc và hẹn gặp lại quý vị kỳ phát hành kỳ tới. Xin cảm ơn.